Kim Tử Long lên sân bay. Đó. Rồi ở nhà đi, con nói thằng Vinh nó dẫn ra đi chích hai cái đầu gói nha. Về là nhớ uống thuốc cái gì mà đừng quên đồ rồi hát nữa nha, bỏ mất hoài ha. Bỏ mất tôi về hát, giờ không biết qua bệnh tôi mang tôi về gì đây nè. Đây nhiều người coi lắm nha. Uống quá ở nhà phải cho má uống thuốc cái gì gọi là rối loạn thiền đình. Nhớ nha. Rồi, thôi bye bye. Cuối năm gặp lại. Để em quay cái clip anh bye bye nha. Rồi, bye bye anh. Bye. Rồi, quay ra nha anh. Quay ra. Ok. Đúng rồi. Bye bye anh. Về đi. Qua cái cửa đó thì chúc anh Long nha, chúc anh Long vạn sự bình an. Đó cô chú và mọi người ơi, anh Long vừa mới vô trong rồi đó. Đó thì giờ bên đó thì giờ bên nào anh em mình chia tay với nhau. Anh Long đã đi vô bên trong anh không có rồi. Đó nha. Đó bây giờ ra ngoài bị bé rồi chung ly với bà ngoại. Quay dính hết trơn rồi đâu nữa mà lé. Này gai. Đúng được. Ủa này của em, vậy em đưa chị cái nữa. Anh chạy ra dần 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 xe anh lại. Được, đừng chia tay dần xe, chưa tới dần xe. Bye bye. Đó, quá dễ thương luôn. Rồi. Giây phút chia tay tiếp tục chia tay luôn. Chia tay anh rồi, bây giờ tới con. Cha đi rồi con có buồn không? Có buồn không? Buồn ha. Cha dặn sao? Không có buồn. Cha dặn là đừng có buồn. Buồn. Ở nhà nhớ các bạn. Ở nhà nhớ ngoan nha. Rồi chào mọi người. Rồi bạn cái đang chờ kìa. Để Vinh đang chờ kìa. Đó lên. Rồi để cho mình bây giờ mình hỏi bà ngoại nè. Mày thấy mày xúc động không mày? Nói chung là tình nghĩa tình cảm mấy lâu nay đúng không? Mày nói nha, bữa nào tụi con qua thăm ngoại nha. Đi mới gặp nhau nhưng mà ngoại thương ngoại lắm. Con về nha, ngoại về giữ gìn ngoại dễ lâu lâu nha. Tụi con thăm ngoại. Ờ bây giờ tắm mình chia tay ly nè. Ok. Cái chị là Phương. Phương. Đi với chị cầm cho. Đúng không vậy? Đây là đặt thịt cá luôn á. Bé có cái bị tài là dễ là đi cá. Tuy không có hồng lợi hết nhưng mà cái bị là dễ luôn. Rồi giờ phút chia tay nè. Anh vô đi liền. Bye bye mọi người nha. Bye bye tôi đi luôn á. Đi gió cái trời. Rồi. Bye.
để mình hốt hoài rồi cái điều đâu nhé. Rồi cả nhà ủng hộ cho con, cả nhà ơi, ai lít cho mọi người không đi con? Không không. Dạ. Cảm ơn anh Long nè, chúc anh Long đây lễ thật đi luôn hả? Nhìn cô, rồi cuối năm anh em sẽ gặp lại. Chào quý con. Hẹn con hôn ba cái, chú này hôn ba cái. Giờ bác đầu yên đi. Rồi à, năm nó hôn tôi những cái chục gì mấy cha? Hành lý ít. Hẹn bà con mình á là cuối năm sẽ gặp lại nha, gặp lại ở Việt Nam. Con nói đây ủng hộ chú Nam. Ở đây kinh tế quân quân áo đây. Chú Nam dẫn ở đây luôn nè. Dễ thương quá. Rồi thôi bây giờ Long đi vô sân bay nha. Rồi bye bye anh. Rồi. Tầm bó hoa này của nhóm áo tím tặng cho con này đem về cúng Phật nha. Rồi dâng lên bàn thờ của mẹ Quan Âm Bồ Tát á. Rồi. Cũng là một tấm lòng đó. Đồ qua cho đồ qua đi. Có quay cho cậu một clip nhỏ TikTok không con? Đây nè, quay clip TikTok nhỏ đi. Đứa con ôm hoa cầm điện thoại cho con cái coi nào. Đừng giật nha. Quay giùm em ơi. Anh Lâm. Quay giùm em đi. Đá đi nhìn đây nè. Rồi Long xin tạm biệt tất cả cả nhà, tôi yêu nha. Rồi Long về, ở đây mọi người ủng hộ Trung Vinh, ủng hộ Kim Tiểu Ly, ủng hộ cho công ty và tất cả mọi người trong nhà. Ủng hộ Nam, ủng hộ nhóm áo tím, ủng hộ tất cả mọi người. Ai rất yêu tất cả mọi người. Cả nhà, mình tắm thuyền hay là công tuyển thì thằng Vinh dưỡng và mắc ngủ rồi mình có thể thì gọi cho em 哎呀,你不知道呢,我來。對,我買了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 ,我買
giờ đi tới đâu á, trên xe là quý vị là thấy là có Tuna hai người phụ nữ này theo. Còn mới mốt còn bà kia nữa, mốt bà kia đang đứng ngoài kia nữa kìa, từ từ cũng ra theo luôn, coi như là số còn là na mấy bà ngoại không à. Bà ngoại này mới chỉ có lên mấy ngày, rồi, thôi, mỗi ngày thôi mà cũng có tình nghĩa. Tháng về một lần cũng rồi đây này, nó nhiều nha. Dạ. Nha. Rồi anh Long đi bình an nha. Bình an nha. Dạ. Rồi. Ok đi. Rồi tí kỹ. Ok con. Rồi. Sao không kết sao đâu. Bay ra kia. Bye bye cha đi. Kiểu này để lên bỏ vô vỏ chứ. Để vô luôn quá à. Bỏ vô hành lý luôn. Nhé vô vỏ bỏ vô hành lý luôn. Nhìn đứng đây chặt chân coi. Kiểu này chắc đẩy đi luôn. Con đi tí. Chân này ngã không anh?